Cẩm chướng là một loài hoa đẹp nhiều màu sắc với hương thơm ngọt ngào mang nhiều ý nghĩa. Hạt giống hoa cẩm chướng được thích hợp trồng để làm cây trong sân vườn, trồng cắt cành cắm lọ hay cắm lẵng đều rất đẹp. Cây cẩm chướng hay còn gọi là cây thạch trúc là loài cây thân thảo lâu năm, mọc thành bụi với các đốt ngắn dễ gãy. Lá mọc đối xứng, hoa mọc trên đỉnh có nhiều màu sắc khác nhau. Cây có nguồn gốc từ Địa Trung Hải, phù hợp với nhiều vùng sinh thái khác nhau. Mỗi màu sắc của cây lại thể hiện một ý nghĩa đặc trưng riêng. Để gieo trồng hạt giống cây cẩm chướng, cần lưu ý chọn đất trồng tơi xốp và thoáng nước. Tưới nước cho cây phù hợp với các mùa trong năm. Sau khoảng 60 đến 70 ngày gieo trồng, cây bắt đầu khoe sắc rực rỡ. Cẩm chướng là loài hoa tượng trưng cho tình bạn và tình yêu sâu đậm nhưng trong sáng thanh cao. Hoa cẩm chướng được dùng để cắm trong nhà. Bạn cũng có thể cắt những cành hoa xinh đẹp để đem tặng cho những người mà bạn yêu quý. Chúc các bạn gieo hạt thành công. Các bạn đã theo dõi video của hạt giống Đà Lạt.com. Các bạn hãy nhấn like, subscribe để sớm nhận được những video mới nhất của shop hạt giống Đà Lạt nhé.